Đây là chuyện gì xin xe luôn các bạn. Wow, nhìn lại cho kìa. Quá gì mà mình sẽ cho mình nó xuống một nhóm các bạn. Đây là một nhóm khổng lồ. Mình sẽ sắp lại đây. Mình sẽ sắp lại cái đồ chơi mà nó là. Thì mình sẽ bắt đầu cái chiếc xe màu tím này. À, đồ cảnh đây là được siêu xe của Nhật Bản các bạn, chiếc xe cô gái đẹp về người Nhật các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, xe bay rất là nhanh các bạn. Wow, đây là con Dodge Hudson Hornet số 51 Twin S Power. Wow, đây là Dodge Hudson rồi các bạn, số 51 màu xanh dương rất là đẹp luôn. Wow, nhìn màu cực kỳ luôn. Slally Cara Porsche các bạn, quái quái. Đây là chiếc xe Slally của các bạn, màu xanh dương mà nó là quá đẹp luôn các bạn. Xe cực kỳ ngầu luôn các bạn. Wow, rất là nhanh luôn các bạn. Và đây chính là con Limo các bạn. Wow, chúng ta xe luôn kìa. Đây là chiếc Limo của các bạn, màu xanh lục bảo rất là đẹp luôn. Queen.